Chào các bạn, hôm nay thì mình mới cập nhật lên Win 11. Mình muốn test thử những cái chương trình của mình có đọc được bằng có hoạt động lại bình thường được hay không. Ví dụ như Search Word, Select A, mình test thử một số chương trình. Ok, về đọc file nó vẫn đọc được. Tại vì mình upgrade chứ mình không có cài mới, nên là những cái setup của mình nó không bị ảnh hưởng nhiều. Để mình thử coi. Dùng một cái motor của Siemens chẳng hạn. Bây giờ một cái nào đây của siêu à. Ok, mình thấy nó đọc được rồi, các file mở lại bình thường. Nói chung là thấy bước ban đầu thì thấy chưa có lỗi gì đó trên search word. Tiếp theo mình sẽ nói về AutoCAD. Select A. Revit. Ok, cả hàng này luôn. Mở thử. AutoCAD mở lên chạy được hay không. Ok, AutoCAD vẫn chạy được, hy vọng là khi mình sử dụng về lâu thì nó sẽ không có bị lỗi gì gì về chương trình này nha. Ok, về phần Ansys có bị lỗi hay không. Revit mở thử file. Ok, Revit mở được rồi nè. Revit mở, không bị gì hết ha. Acid có bị gì không? À, trên này mình vẫn. Ok. Select A mình vẫn cài được. Mình chỉ nói vấn đề là mình có xài được hay không, có mở lên được hay không nha. Chứ mình cũng chưa chưa đi sâu, mình phải sử dụng một thời gian nữa thì mình coi có lỗi hay không thì mình mới chia sẻ với bạn được. Còn cái này mình thấy mình chạy cho năng thiết thì ok, update nè. Coi nó có bị gì không. Ok, không bị sao hết. Vẫn chạy ngon lành. Ok. Đây, cũng tốt rồi đó. Rồi, cảm ơn mấy bạn. Thì đa phần những cái chương trình nặng bên kỹ thuật của mình thì mình thấy mình vẫn có thể chạy được. Nói chung những cái setup cái ban đầu khi mình đã chạy được trên Win 10 thì sau khi mình cài Win 11 á, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng được nó. Chưa có thấy ảnh hưởng, chưa có thấy bị lỗi gì nhiều, nhưng mà khi mình sử dụng thì có cái lỗi gì đó thì mình sẽ chia sẻ mấy bạn trong những cái video kế ha. Mong mấy bạn có thể ủng hộ và cho mình cái động lực để mình làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn mấy bạn. Ok, mà những cái icon này vẫn mở được bình thường nha. Hẹn gặp lại, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.